Có phải toàn nhân loại đều biết được rằng thầy ma luôn đói khát não bộ của người còn sống? Sự thật này chưa bao giờ sáng tỏ đến thế khi một cuộc tấn công xảy ra ở công viên Netherlands khiến cả một gia đình phải chết trong một buổi tiệc chỉ vì một thầy ma. Ai đó? Darcy. Colonel Darcy. Không có bất kỳ vết cắn nào của thây ma trên người chàng trai trẻ này. Xong chưa? Ông làm cách nào để biết được vết thương bị nhiễm khuẩn? Có vết thương nào cần kiểm chứng chăng? Tôi không có ý đó. Tới lượt ngài Kingsley. Hôm nay ngài Kingsley may mắn quá. Ngài Darcy muốn gặp bà. Darcy, cứ chơi tiếp đi. Chúng ta đâu có giấu giếm gì. Mọi người cứ tự nhiên đi. Ngài Darcy. Colonel Darcy. Thưa bà Featherstone, tôi đến đây là vì công việc. Có tin báo một người ở đây đã bị cắn. Chắc chắn là không rồi. Đã hơn 2 năm kể từ khi xuất hiện thây ma ở khu vực này. Chúng tôi rất cẩn trọng. Không ai trong thị trấn ngờ rằng sẽ gặp thây ma cho tới khi phát hiện nhiều thi thể bị ăn não và chết. Chúng tôi biết rõ quy luật đó, ngài Darcy. Thế ngài đã hài lòng chưa? Rồi. Tôi tham gia được không? Đương nhiên. Xin chào. Chúng ta tiếp tục nhé. Cái gì thế? Ruồi à? Sao cơ? Ruồi carrion. Chúng có một khả năng bẩm sinh cực kỳ hữu ích. Đó là đánh hơi được mùi máu tươi. Ước gì mình cũng được vậy. Một điều ước rất chính đáng. Tiếng dò dẹt của chúng nghe thật khó chịu. Bà không nên lo lắng khi chúng dò dẹt. Chúng yên lặng mới là vấn đề. Ôi trời. Có thể còn ai khác cũng bị nhiễm vi khuẩn không? Một người thân trong gia đình chẳng hạn. Tạm biệt. Cháu gái của bác ấy đang ở đây. Không nhất thiết phải để ngài Darcy điều tra con bé đâu. Quay lại đây. Annabelle, em đâu rồi?
Không phải lúc nào cũng như thế đâu, con gái yêu. Một câu chuyện lịch sử của nước Anh. Khi kỷ nguyên bắt đầu, người Anh rất giàu có với việc trao đổi trái cây và hải sản. Từ vùng đất màu mỡ, không chỉ có tơ tằm, hương liệu, mà còn có những thây mà mang vi khuẩn chết người. Nhiều người cho rằng Pháp mới là nước đi đầu. Còn có ngạc nhiên không? Một khi bị cắn, người bị nhiễm khuẩn sẽ có cảm giác đói khát không cưỡng lại được với não bộ của người còn sống. Rất nhiều người phải chết, chỉ một số còn sống, vì lượng thây ma ngày càng nhiều hơn. Và rồi ngày cũng phải tàn, vì cả những lời dẫn trong sách Khải Huyền cũng nói đến ngày tận thế. Để bảo vệ người còn sống, những thành trì đã được dựng lên. Một bức tường cao 150 mét bao quanh Luân Đôn và một kênh đào được thiết lập. Kênh đào dài và sâu bao quanh thành phố với những bức tường, tạo nên một vùng đất sinh sống được gọi là hạt nhân. Vào lúc này, một phong trào nghiên cứu những thây ma nổ ra. Ở Nhật là những người giàu có, ở Trung Quốc là nhóm triều đình. Rồi cuộc chiến Khen xảy ra khi một trong các thây ma vượt qua được kênh đào và tấn công người dân sống trong khu vực hạt nhân. Họ nói rằng hình ảnh thây ma đã khiến vị vua George trẻ tuổi trở nên điên dại. Cuộc chiến đẩy lùi thây ma cũng chiến thắng. Người dân được tập trung bên trong cây cầu Hingham, mà đến ngày hôm nay nó vẫn là lối đi duy nhất vượt qua kênh đào. Nhiều người tin rằng kẻ thù cuối cùng cũng biến mất. Họ bắt đầu rời khỏi khu vực hạt nhân của Luân Đôn và bắt đầu mở rộng ra những vùng lân cận, nhưng vẫn xuất hiện những cuộc tấn công. Hãy nhớ điều này, giữ cho linh hồn sắc bén như tâm trí, vì cuộc chiến giữa những người còn sống và các thây ma vẫn chưa kết thúc. Kiêu hãnh và định kiến, đại chiến thây ma. Ông Bennett. Ông đã nghe chuyện công viên Netherfield đã có người đến ở chưa? Là ngài Binley, một chàng trai trẻ độc thân với tài sản kết xù. Mỗi năm tài sản lại tăng thêm 4-5 ngàn. Ngài ấy sẽ tham dự buổi tiệc tối nay. Chuyện đó liên quan gì đến những cô gái chiến binh của tôi chứ? Đừng như thế. Ông biết là tôi muốn gả một đứa cho ngài ấy mà. Con gái của chúng ta không giỏi chuyện nhảy múa đâu. Cũng do ông muốn tụi nó học võ thuật của Trung Quốc thay vì của Nhật. Võ thuật Trung Quốc đương nhiên là hơn rồi. Con không muốn đổi mình lấy tiền bạc đâu. Con không nên nói thế, Lizzie. Con muốn dự buổi tiệc. Chị nghĩ ngài ấy có điển trai không? Chị sẽ thấy ngài ấy điển trai nếu có một nửa khuôn mặt của thây ma. Xin lỗi, anh làm em rất rất vui. Anh nghĩ là cả nhà chúng ta sẽ dự tiệc. Không, con không muốn phải mặc đồ đẹp để mong người khác để ý đâu. Đó là vì chị chưa hiểu được nghệ thuật lôi cuốn người khác giới. Đừng có làm xấu mặt gia đình bằng những hành động ngoài khuôn phép đấy. Chúng phải lấy chồng thôi, ông Bennett. Ông biết rõ chúng sẽ chẳng được thừa hưởng gì khi ông qua đời. Tôi chỉ mong chúng học được cách tự bảo vệ bản thân thôi.
em thấy chị xinh đẹp gấp 5 lần những cô gái ở đây. Đừng nói thế. Thật mà, chẳng có ai nổi bật cả. Lizzie, em vừa nhảy điệu London với ngài Porter đấy. Cười lên đi chị. Chị sẽ cười mà. Kia là chủ nhân mới của Netherfield. Theo tôi được biết thì ngài ấy vẫn chưa có vợ mà. Đúng là như vậy. Đó là chị gái của cậu ấy, Caroline Binley và Lucia. Nghe nói họ thừa hưởng một gia sản đến 100.000 bảng. Chàng trai mong đợi đã đến rồi kìa. Mặt anh ta chẳng có gì đặc biệt. Chị lại nghĩ đến chuyện thay ma à? Em chỉ nghĩ đến việc cả ấy có vợ chưa thôi. Chị sẽ không bao giờ ngần ngại chứ gì chiếc nhẫn đeo trên tay. Nhưng nếu người ấy không yêu chị thì cũng thế thôi. Ngài Darcy, chàng trai lịch lãm, sở hữu một nửa tài sản, ít nhất mang về 100.000 bảng mỗi năm. Để mẹ nói chuyện với hai chị nào. Tươi tắn lên nào. Chào mừng người bạn. Anh khỏe chứ? Anh khỏe chứ? Tôi khỏe. Ở nhà thế nào? Vẫn ổn. Tốt. Ở đây nhiều người quá. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Có vẻ bẽn lẽn, giống như một thiên thần. Tôi là Jacques Bingley, xin được làm quen. Ngài Bingley, chúng tôi nghe rất nhiều chuyện về ngài. Đây là con gái của tôi, mỗi đứa một tính. Xin phép được giới thiệu bạn của tôi, ngài Darcy. Anh thích nơi này chứ, Bingley? Rất thích. Tôi nghe nói tài nghệ chiến đấu của anh rất đáng nể. Tài chiến đấu, vậy à? Cô Bennett, tôi có thể mời cô nhảy hai bài kế tiếp không? Nếu chưa có ai mời cô. Chưa à? Hay quá, ngài Bingley. Ngài chọn cô con gái đáng yêu nhất của tôi rồi. Mẹ này, tôi nghĩ rằng biết nhảy múa là một trong những điều phải có đối với quý tộc, phải không ngài Darcy? Không hẳn như vậy. Cũng như không phải thây ma nào cũng cắn được người. Xin phép. Hẹn cô Bennett bài nhạc tiếp theo nhé. Darcy, tôi không thích nhìn anh như vậy. Anh phải nhảy. Tôi thường không nhảy khi chưa biết rõ về bạn nhảy của mình. Ôi Darcy, anh đã nhảy với cô gái đẹp nhất ở đây rồi. Một trong những em gái của cô ấy cũng rất đẹp và cũng có khả năng chấp nhận cao. Cô ấy cũng được, nhưng... Cũng được hả? Cũng được, nhưng chưa đủ đi cuốn hút tôi. Tôi nghĩ cũng chẳng chàng trai nào bị lôi cuốn. Darcy, tiêu chuẩn của anh chắc là cao lắm. Thật là không may. Darcy, anh thật là đáng ghét. Là tên Darcy đó hả? Tôi đã tiếp xúc nhiều với anh ta. Một người kiêu ngạo đến nỗi tôi không thể có cảm tình. Gì à? Cháu không muốn nghe gì. Là gì? Fairstone. Dì chưa chết.
gì đến để nói với cháu? Chuyện gì vậy Lizzie? Tôi vừa cứu mạng cô ấy. Đó là dịp Feston, thầy mà Feston. Tôi thấy hành động này của anh cũng tạm được. Tốt lắm Darcy, may là có anh. Dì ấy định nói gì đó với chị. Chắc là mẹo nấu ăn gì đó. Tôi rất cảm kích, nhưng anh không nên từ chối ý nghĩ của tôi. Bà ấy không có ý tấn công tôi. Chúng ta bị tấn công. Đi nào. Khuôn mặt của cô ấy ánh lên vẻ sắc bén với đôi mắt sâu hút hồn. Những động tác cũng rất uyển chuyển và nhanh nhẹn. Đôi tay khỏe mạnh nhưng không kém phần nữ tính. Lizzie, chị chưa từng gặp người đáng yêu như vậy. Chị rất thoải mái khi ở bên ngài ấy. Em chẳng lạ lùng gì, chị đã từng thích rất nhiều tên ngốc nghếch. Ngày ấy có tất cả những gì chị mong đợi: hài hước, vui vẻ, đẹp trai và giàu nữa. Đâu phải ai trẻ cũng giàu được như vậy. Cũng đâu có giàu bằng Darcy. Chị nhìn thấy ánh mắt em nhìn ngày ấy. Em ghét anh ta. Lối cư xử của anh ta rất khủng khiếp. Em suýt nữa đã lại gần và đấm anh ta rồi. Ít ra em cũng thấy anh ta đẹp trai. Đẹp trai hả? Em đâu có nghĩ vậy. Darcy có khuôn mặt trông có vẻ bệnh tật. Mấy đứa này làm sập nhà mất. Em sẽ không bao giờ siêu lòng bởi một người kiêu ngạo như vậy. Cũng thật lạ là một người giàu có như thế lại không khoe khoang về của cải. Theo chị thấy, anh ta có quyền để kiêu hãnh. Anh ta có thể kiêu hãnh khi tôn trọng sự kiêu hãnh của em. Kiêu hãnh là một biểu hiện khá phổ biến. Mỗi gia đình đều có những điều khác nhau để con người có thể kiêu hãnh về. Khả năng đánh bại chị là sự kiêu hãnh của em. Đó là quyền tự do của mỗi con người để chứng tỏ sự hiện diện của mình trên cuộc đời này. Lá thư cho cô Bennett. Anh ấy đã cứu chị khỏi tay ma. Vì Feston đâu có làm hại chị. Đầu hàng đi, không bao giờ. Dì ấy là thây ma rồi Lizzie. Cũng may dì ấy đã chết. Mau chạy đi. Chạy đi, cháy đuổi theo kìa. Nhà Billy mời chị đến dùng trà. Đương nhiên rồi. Gì hả? Con nghĩ mình nên đi xe. Đi ngựa tốt hơn chứ, vì trời có vẻ sắp mưa. Và con sẽ phải ở qua đêm. Được vậy thì tốt. Nhỡ mày người ta đuổi chị ấy về. Mẹ à, con thích đi xe hơn ấy. Jane à, Billy có vẻ rất thích con. Nhưng mà con vẫn phải tỏ vẻ nữ tính của mình. Chị à, đi nhanh đi. Thầy mà có thể lựa thời tiết xấu. Thank you.
Bà sơ cô, không thể nào. Chị ấy đâu? Chúng ta phải giữ cửa phòng đóng. Điều đó không cần thiết. Cô Elizabeth Bennet, cô đi bộ tới đây sao? Phải, chị tôi sao rồi? Cô ấy bị sốt và nằm ngủ từ đêm qua. Tôi nghĩ cô ấy bị cảm. Hay là chúng ta vẫn nên theo dõi thì tốt hơn. Phải rồi. Tôi gặp chị ấy được chứ? Đương nhiên, Evan dẫn đường cho cô ấy nhé. Cảm ơn. Tôi sẽ không phạm sai lầm như đã phạm với nhà Feistone. Không sao, Jane. Cô Bennet, bác sĩ tới rồi. Cảm ơn. Cô ấy bị sốt sao? Phải. Vết thương thế nào, bác sĩ? Sẽ lành phải không? Không có dấu hiệu của vết cắn. Đương nhiên rồi. Tôi nghĩ cái này là của anh. Darcy, anh làm lỡ mất ván cờ. Anh chơi ván sau đi. Tôi thắng rồi. Cô ấy sao rồi? Ngủ rồi à? Cô ấy sẽ mau khỏe thôi. Tham gia với chúng tôi nào, cô Bennet. Cảm ơn, tôi chỉ đến mượn quyển sách. Cô thích đọc sách hơn chơi bài sao? Tôi thích rất nhiều thứ hơn chơi cờ. Một nửa thế giới không thể hiểu thú vui của một nửa còn lại. Đó là tiếng Nhật sao? Đương nhiên là không. Cô không được học ở Nhật à? Là Trung Quốc phải không? Ở một ngôi chùa ở Hà Nam. Đó cũng là nơi dạy tôi cách rũ bỏ những phiền muộn. Tôi có thể học cách rũ bỏ đó không? Tôi nghĩ quan sát là cách học hỏi tốt nhất. Ngài Darcy, em gái của ngài đã lớn lắm chưa? Em ấy cũng lớn cỡ bằng cô Elizabeth Bennet rồi. Tôi chưa từng biết cô gái nào hoàn hảo như vậy. Từ hoàn hảo không hợp lắm với những cô gái trẻ thời nay. Nhưng em gái của Georgiana của tôi rất đáng nể. Em ấy không những giỏi những món nghề của nữ giới mà còn biết võ nghệ. Tôi chỉ biết được 6 người phụ nữ được như thế thôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngài Darcy, chắc anh biết thế nào là một cô gái hoàn hảo. Biết chứ. Cô ấy phải có kiến thức về âm nhạc, biết hát, biết nhảy và biết nhiều thứ tiếng. Cô ấy phải được huấn luyện tốt cách chiến đấu của Kyoto và cách dùng vũ khí của phương Tây. Nếu không thì chỉ hoàn hảo một nửa thôi. Tôi không ngạc nhiên gì anh chỉ biết 6 cô gái như thế. Tôi còn không biết ai. Có phải cô đang hạ thấp phái nữ của mình? Một người phụ nữ chỉ có thể được huấn luyện tốt hoặc được chăm sóc tốt. Một người không thể có được cả hai thứ đối nghịch. Nghệ thuật chiến tranh. Anh đọc quyển này chưa? Đương nhiên.
Vậy thì anh chưa bao giờ đọc về nghệ thuật chiến tranh. Tôi nên quay lại chỗ Jane. Cô ấy là một trong số những người hiếm hoi tự hạ thấp người trong giới của mình. Không thể chối cãi. Bà Bennett, cô Bennett, cô Bennett. Dạ, cô Bennett. Bà Bennett, rất vui được gặp bà. Tôi lại buồn vì phải gặp trong tình huống thế này. Bà đến để đón Jane sao? Không. Phải. Chúng tôi không thể dựa dẫm vào lòng tốt của ngài. Cô ấy còn chưa khỏe hẳn mà. Con bé làm sao thế nhỉ? Tôi phản đối. Billy, xin anh, tiếp xúc với người bị nhiễm khuẩn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn anh đã mắc bệnh kiêu ngạo rồi đấy. Phản ứng của cô cho tôi thấy cô luôn có xu hướng hiểu lầm tôi. Và phản ứng của anh cho thấy anh có nhiều định kiến về chúng tôi. Mau nào Eliza, mau nào. Ngạc Binley, tôi biết cách để hòa giải tình huống này và tăng thêm sự gắn bó giữa chúng ta. Một buổi tiệc tại Netherfield. Không thể được, vấn đề an ninh đang ở mức... Ý hay đấy, khi cô Jane đã khỏe lại, xin cứ đề nghị một ngày. Rất vinh dự. Nhìn thời tiết kìa. Chúng ta lại phải ở trong nhà cả tuần. Thà như vậy còn hơn ở cùng chỗ với Darcy. Nhìn trại mồ côi của ngài Bisman kìa. Tối nay chúng ta sẽ không có thời gian cho tiệc tùng đâu. Có vẻ như sức khỏe của con đã hoàn toàn bình phục. Cũng ổn thưa cha. Con biết người sắp đến là ai. Người sắp đến là một người đàn ông tử tế. Ai thế? Đúng là tử tế. Nhìn thấy mà ghét. Anh ta xem xét ngôi nhà tương lai của mình đấy. Luật đã quy định rằng gia sản sẽ được để lại cho giới nam. Khi cha qua đời thì anh chàng đáng ghét Collins đó có quyền đuổi các con ra khỏi nhà nếu muốn. Vì đâu mà tôi có được vinh dự thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này. Tôi phải nhấn mạnh bữa ăn tuyệt vời. Con gái tôi được huấn luyện để chiến đấu nhưng cũng có tài nấu nướng. Vâng, thưa chú Bennett. Chủ nhân của cháu cũng là một phụ nữ, tài năng, gan dạ, dám đối đầu với lũ thây ma. Cháu nghĩ mọi người cũng từng nghe về quý bà Catherine de Bourg rồi. Bà ấy là người phụ nữ giỏi múa kiếm nhất nước Anh. Đó là điều mọi người nói về bà. Tôi thừa hưởng được tính khiêm tốn của bà và nhiều tính khác. Bà ấy kết hôn chưa?
Bà là quá phụ rồi, có cô con gái, người sẽ thừa hưởng gia sản. Con bé được giới thiệu chưa? Chưa, thưa bà Bennet. Sức khỏe của cô ấy không cho phép. Bà Catherine de Bourg hạn chế cho cô bé tiếp xúc với người ngoài. Tôi có năng khiếu truyền đạt những thông tin theo cách hiệu quả nhất. Có vẻ như những gì cậu thiếu chỉ là một cô vợ. Tôi xin phép tuyên bố, tôi có cảm tình với em Jane và mong được nói chuyện riêng với em ấy. Ôi trời, ta e là Jane đã được hứa hẹn với người khác rồi. Tiếc thật, nhưng Liz vẫn chưa có ai hỏi, con bé cũng không kém gì Jane. Không có cách nào thương lượng lại chuyện của Jane sao? Ai đến sớm thì còn, cậu Collins à? Phải rồi, tôi nghĩ cậu nên dành thời gian tìm hiểu. Vâng, đương nhiên rồi. Nhưng em ấy rất đẹp và rất có cảm tình. Cảm ơn mọi người. Bây giờ tôi sẽ đọc sách Fordyce's Sermon cho các cô gái trẻ. Xin mời. Chương 1, gia đình. Cha cho phép chúng con đến bữa tiệc của chú Philip nhé, nếu như James và Liz chịu đi cùng hai con. Đương nhiên rồi ạ. Còn cậu Collins? Tôi rất muốn, nhưng chỉ khi chú Bennet cho phép tôi dừng việc đọc sách lại. Chuyện đó không có gì đáng lo. Chú Bennet, tôi rất ngưỡng mộ cách cư xử phóng khoáng của chú. Đi nào các cô gái. Elizabeth, hôm nay trông em rất lôi cuốn. Chúng ta hãy vào trong thị trấn tìm chỗ nào để tôi có thể mua quà tặng cho em nhé. Có vấn đề phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Xe ngựa của Penny Marshall. Có người kẹt trong đó. Jane, làm ơn giúp tôi, có ai không? Làm ơn giúp tôi. Tôi vừa gặp một tai nạn khủng khiếp, nhưng tôi còn sống. Tôi còn sống, Jane ạ. Trông cậu không được ổn lắm. Cô Marshall sẽ không còn cơ hội hại ai nữa. Thú thật là tôi không ngờ tay ma lại xuất hiện ở đây như vậy. Mau đi thôi, trước khi có ai khác xuất hiện. Mau nào. Tốt quá, chúng ta sắp tới nơi rồi. Mau nào Elizabeth, chúng ta không thể tới trễ được. Cô Bennet, cảm ơn anh Collins. Để tôi. Giữ cẩn thận nhé. Chúng ta không thể tới trễ, mau lên. Đây hẳn là đội quân diễu hành của hoàng gia. Ôi Casey, nhìn anh ấy kìa. Xin chào, ngài Denny. Lại nói chuyện với ngài ấy đi. Cô Lydia Bennet và Kitty Bennet, đây là đại úy Wickham, người được điều đến để trấn áp lực lượng thay ma ở đây. Hẳn là ngài không biết sợ những cô gái thay ma đâu. Cô Jane Bennet, Elizabeth Bennet, xin giới thiệu George Wickham. Ngài ấy là đại úy. Đây là anh em họ của chúng tôi, ngài Collins, Parson Collins. Chúng ta phải đến chỗ chú Phyllis mà. Chúng tôi tới sau. Tôi có việc phải đi trước. Ngài Wickham. Dân. Dì ấy đang nướng bánh đấy. Chúng ta không thể tới trễ được. Dì ấy đang nướng bánh. Tôi rất mong đến thăm nhà của chú Philip. Đã lâu rồi tôi không tới. Vậy sao? Phải, bà Catherine không cho phép tôi đi nhiều. Bà ấy luôn mong muốn tôi hiểu được những quy tắc. Cảm ơn vì đã hộ tống chúng tôi và tiếp chuyện với em gái của tôi. Dình dự của tôi mà. Ngài sẽ ở đây qua mùa đông chứ, Wickham?
Chuyện đó còn tùy thuộc vào hiệu quả công việc của tôi. Ngài Bingley, chúng tôi đang trên đường tới Lombon. Ngài Bingley, ngài đã hứa sẽ tổ chức tiệc ở Netherfield. Cô đã khỏe lại rồi. Đúng vậy. Vậy thì tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc mừng hoành tráng nhất từ trước tới nay. Ngài Wickham cùng đến có được không? Đương nhiên rồi, tôi sẽ gửi thiệp mời đến cả những người bạn. Xin lỗi. Tạm biệt trên. Các cháu đây rồi. Ngài đi cùng chúng tôi đi, Wickham. Tôi e công việc là trên hết. Tôi thắc mắc điều này. Chuyện giữa anh và ngài Darcy là sao vậy? Cô có biết nhiều về cậu ấy không? Hơn mức tôi thật sự muốn. Ngài ấy mới đến nửa tháng nhưng đã nổi tiếng khắp quận rồi. Tôi luôn cảm thấy đau lòng khi gặp cậu ấy. Chúng tôi có quan hệ huyết thống. Cha tôi lấy chị gái của ngài Darcy. Hai gia đình hợp lại. Cha cậu ấy xem tôi như con trai thứ hai của mình. Tôi rất cảm kích lòng tốt của ông ấy. Ông ấy cho tôi mọi thứ tốt nhất. Tôi lẽ ra được thừa hưởng chức vị của ông. Nhưng khi ông chết trong cuộc chiến Kent thứ hai, Darcy đã lấy đi thứ tôi được hưởng. Sao ngài ấy có thể làm một việc như thế được? Sự kiêu hãnh. Cậu ấy không để tôi có được thứ gì cả. Tôi quá yêu mến cha cậu ấy nên không thể đưa Darcy ra tòa. Mau nào Lizzie, chúng ta còn phải đi một quãng đường nữa. Cháu tới liền. Chắc là tôi sẽ gặp lại cô trong buổi tiệc. Có lẽ thế. Tôi sẽ tới đó. Xin lỗi. Ngài Wickham, anh đã tới. Tôi nói là tôi sẽ tới mà. Tôi sợ ngài sẽ cân nhắc khi ngài Darcy có ở đây. Darcy mới là người phải lánh mặt tôi. Tìm được em rồi, Bennett. Xin lỗi, anh là Wickham. Ôi, ngài Wickham, chúng ta đang gặp rồi nhưng tôi quên mặt. Bennett, tôi mong là em chưa quên lời mời của tôi. Đương nhiên rồi, anh họ Conley. Để tôi. Cảm ơn, ngài Wickham. Bà Catherine đã dạy tôi những điều nhảy này. Hèn chi những bước nhảy của anh rất điệu nghệ. Tôi mừng vì em thấy vậy, Bennett. Ôi trời, tôi thấy hào hứng quá. Tôi nghĩ mình có thể trở thành thầy cho các quý ông ở Paris. Đây là giây phút tôi thích nhất, giống như chiếc đồng hồ chạy không ngừng. Thật là thú vị. Em họ yêu quý, tôi muốn nhảy mãi như thế này. Ngài Conley, xin hãy nhỏ tiếng thôi. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Mọi người làm tốt lắm. Cô Bennett, tôi thật sự rất vui khi ở bên cạnh cô ngày hôm nay. Tôi mời cô nhảy bài tới được chứ?
dân. Ngài Darcy, đây là ngài Collins, Parson Collins, là anh họ của tôi. Ngài Darcy, tôi đã phát hiện ra một điều khá thú vị, một sự thật tuyệt vời, rằng anh chính là cháu của bà Catherine de Bourgh. Tôi biết là anh biết. Cho phép tôi được vinh dự giới thiệu bản thân. Xin lỗi, tôi là Parson Collins. Gia đình tôi là... Mẹ dự đoán sẽ có đám cưới trong vòng 3 tháng tới. Ngài ấy là một chàng trai đáng mến. Vậy nên việc trên kết hôn với Binley sẽ là điều tốt cho mấy chị em, vì ngài ấy rất giàu và còn... Mẹ à, đến lúc phải về rồi. Có gì phải vội chứ? Ngài Darcy đã nghe thấy mẹ nói. Tại sao mẹ phải sợ ngài Darcy chứ? Em không thấy Lydia đâu cả. Em sẽ tìm trong thư viện. Còn bé đi đâu vậy chứ? Edwin, có chuyện gì thế? Chào cô Bennett. Thưa ngài, tôi sẽ gọi Darcy ngay. Không còn thời gian đâu. Ngài Binley. Được rồi. Chúng sẽ nghe thấy tiếng chúng ta. Cẩn thận bước chân đấy cô Bennett. Ngài Binley. Là hậu cận của ngài Schwalin. Đã từng thôi cô Bennett. Sao các người vào đây được? Một người bạn đã dẫn đường cho chúng tôi. Ngài Darcy. Anh ta có bị cắn không? Anh ta có bị cắn không? Không, anh ấy chỉ ngã xuống thôi. Binley, tỉnh dậy nào. Khả năng chiến đấu của ngài thật đáng ngưỡng mộ. Và ngài còn là một người bạn tốt. Trên thân mến, chúng tôi đã quyết định đóng cửa Netherfield và trở về London. Chúng tôi không biết ngày nào sẽ trở lại. Chỉ còn lại căn nhà trống. Em không hiểu, sao ngày ấy lại không biết ngày trở lại? Nghe chị Caroline Binley nói, ngài Darcy muốn gặp em gái ngay lập tức. Em trai chị cũng rất ngưỡng mộ cô gái này, nên muốn gặp cô bé thường xuyên hơn. Không biết chị có sai không, vì việc này có thể cản trở tình cảm của nhiều người. Rõ ràng chị ấy biết em trai mình yêu chị, mà lại muốn ngài ấy lấy cô Darcy. Ngài Binley thật lòng yêu chị và không gì có thể cản trở. Thời gian có thể khiến tình cảm của ngài ấy thay đổi. Em chắc chắn ngài ấy sẽ sớm quay lại thôi. Và ngài ấy bỏ đi là có lý do chính đáng. Chào các quý cô, chúc bữa sáng ngon miệng.
Ngài Collins muốn nói chuyện riêng với chị của các con. Bây giờ luôn sao? Ra ngoài mau, ít ra cũng ăn xong đã chứ. Elizabeth, khi vừa tới đây, tôi đã cảm nhận được tương lai của mình. Tôi chắc chắn rằng việc lấy được cô sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng tôi chắc chắn sẽ muốn cô ngừng luyện tập võ thuật vì chuyện đó không quan trọng nữa. Và chắc chắn chúng ta không thể trữ vũ khí ở nhà. Giờ đây, cô Elizabeth cho phép tôi được thể hiện sự chân thành và chân thành nhất về tình cảm của mình. Tôi rất cảm động. Cảm ơn. Thật sự, nhưng em e rằng em phải từ chối. Mẹ muốn còn lấy ngài Collins. Ngài Collins đừng lo lắng, còn bé sẽ đồng ý thôi. Vậy thì tốt. Không đâu. Tôi sẽ đợi. Tôi xin lỗi. Elizabeth, con quay lại đó ngay. Quay lại ngay. Và con phải Elizabeth. Con không được phép từ chối lời đề nghị đó. Lizzie, con phải lấy ngài Collins. Nếu không mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa. Ông nói chuyện với nó đi. Lizzie, bố cũng không vui về chuyện này đâu. Mẹ con sẽ không bao giờ nói chuyện với con nữa nếu con không lấy cậu Collins. Và bố sẽ không nói chuyện với con nếu con chịu cưới. Ai sẽ nuôi con khi bố con chết chứ? Chẳng ai cả, Elizabeth. Con sẽ trở thành một mụ đàn bà nghèo khổ. Là gì cũng được, gì cũng được. Còn hơn con phải cưới một người con không yêu. Lizzie, không được vào rừng một mình. Lizzie, bố cấm con đó. Cô Elizabeth, ngài Wickham. Ngài đã biến mất khỏi bữa tiệc. Phải. Tôi nghĩ mình không nên ích kỷ và xuất hiện trước mặt Darcy. Tôi rất tiếc vì chưa có cơ hội nhảy với cô. Anh có nhìn thấy bốn người đi ngang qua đây không? Hướng đó sao? Anh thấy họ à? Không. Nhưng chắc là cận vệ ở đây thôi. Đang có một cuộc tuần tra. Cô Bennet, tôi muốn đưa cô đến một nơi rất đặc biệt với tôi. Tôi chưa từng đưa ai tới nơi bí mật này. Vô tình tôi sinh ra và lớn lên trong vùng hạt nhân. Nhưng có điều gì đó khiến tôi luôn mong mỏi hướng ra thế giới bên ngoài. Cô vào đi, tôi bực ngựa xong sẽ vào. Đừng sợ gì cả. Tôi không sợ. Và trở thành những nhân chứng sống của lòng nhân từ và vị tha với anh em. Tôi hy vọng sẽ không có những lời phản đối nào. Chúng ta phải luôn tin rằng mình còn sống và sẽ sống mãi. Các em bất lịch sự quá. Cầu Chúa chúc lành cho anh em. Chúa chúc lành cho cha. Đừng làm gì cả. Không sao, không sao. Bình an cho những ai lãnh nhận máu thịt người. Đây là của lễ được ban tặng.
trong sạch và không nhiễm tội lỗi. Với những gì chúng ta còn lại, đây là món ăn giữ cho mọi thứ không bị hủy diệt. Não người không là não ngựa, cô không phải sợ gì cả. Họ không bao giờ ăn não người nên sẽ không bao giờ biến thành thây ma thật sự. Đây chính là câu trả lời cho việc kết thúc cuộc chiến với thây ma. Chúng ta phải tìm cách để hòa nhập với họ. Chắc chắn người dân sẽ tìm giải pháp khác. Cuộc chiến đã lan khắp nước Anh. Tôi không còn biết đi về đâu nữa. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ đánh bại chúng ta. Liz, Charlotte, em không biết chị đến chơi. Chị có tin này. Chị sẽ kết hôn với ngài Collins. Chắc em ngạc nhiên lắm. Em thấy nhẹ lòng mà. Chị tin rằng hạnh phúc của chị với ngài ấy là điều mà nhiều người phải ghen tị. Nếu như đó là điều chị muốn. Chị cũng đã 25 tuổi rồi. Charlotte, nếu chị thấy hạnh phúc thì em cũng vậy. Chị sẽ được giới thiệu với bà Catherine. Và nếu chị phải ở lại nhà ngài Collins, chị sẽ cần người đi cùng. Nghe nói bà ấy là người rất quyền lực, và chị không muốn đối mặt với bà ấy một mình. Làm ơn đi. Em sẽ đi cùng, nhưng em có một yêu cầu. Sao cũng được. Khi chúng ta gặp bà Catherine, có một vài quy tắc cần ghi nhớ. Giữ giao tiếp bằng mắt, nhưng đừng nói khi chưa được cho phép. Đây là nhóm cận vệ của bà Catherine, họ nghiêm chỉnh lắm. Nhìn này, chúng ta có thể trêu chọc họ bằng sợi tơ. Một cảnh tượng thật hùng vĩ phải không? Thật là tuyệt vời. Hình ảnh bà Catherine giết các thây ma. Elizabeth Bennet. Bốn người cưỡi ngựa đó dẫn đầu đoàn diệt thây ma. Họ chiến đấu cả ngày lẫn đêm. Mời đi lối này. Parson Collins, cô Lucas và cô Bennet. Chào bà Catherine. Cô Bull. Bà Catherine. Vậy ra cô là cô Bennet. Vâng, tôi là con gái thứ hai. Đây là con gái của ta. Chúng tôi rất vinh dự khi được bà mời đến dùng trà. Thật sự cảm kích. Ngài Darcy. Cô Bennet. Cô biết cháu của tôi sao? Vâng, tôi có vinh dự được gặp ngài ấy ở quê nhà. Ngài Wickham. Sao ngài ấy lại ở đây? Cô Bennet muốn ngài ấy cùng đến đây để đảm bảo an toàn. Quả là ý hay. Vâng, trà đã chuẩn bị xong. Ta đi nào, thật tuyệt vời. Mời bà. Tôi đã cho anh cơ hội gặp được người phụ nữ uy quyền nhất vương quốc. Phần còn lại anh hãy tự lo liệu. Có lẽ bà đã nghe nhiều về khu vực vẫn rải rác người còn sống, và việc phân tách có thể giúp tăng khả năng sinh sống, và họ từ chối sống trong một môi trường an toàn hơn. Tôi nói có phải không? Phải. 4 đến 5 ngôi làng có thây ma sinh sống. Họ sinh hoạt như một cộng đồng bình thường và không ăn não người. Đương nhiên rồi, quỷ Crow đã sắp cạn kiệt. Ngài tới đây vì tiền. Tôi đến đây để trình bày cách chấm dứt cuộc chiến này. Những thây ma mới này có thể là hy vọng. Với nguồn quỷ dồi dào, tôi tin chúng ta có thể chiếm hữu được sự phục tùng của các thây ma. Làm sao họ có thể chống lại những người giúp đỡ họ chứ?
nuôi thay ma đấy. Tôi nghĩ đúng hơn là nuôi hy vọng về một thế giới mới. Chúng ta có thể dùng họ điều binh. Chỉ một người trong số họ cũng đủ dẫn ngựa vào cuộc chiến. Thầy mà cũng giống như ngựa hoang. Ngựa hoang, chúng chỉ biết phá hoại, không thể điều binh được. Ở chương 1 sao? Theo sách Khải Hoàng, quân giải phóng sẽ tha cho các thầy ma vào ngày được cho là ngày tận thế. Hay lắm, Collins. Cảm ơn bà Catherine. Việc đọc sách quả là rất hữu ích. Nếu chúng tôi có thể thảo luận với nhóm, có lẽ không được. Tôi rất tiếc. Một lá thư, thư cầu hòa, không bao giờ. Vậy thì loài người chắc chắn sẽ diệt vong. Bà chắc chắn hiểu được quy luật sinh sản của loài người. 9 tháng mang thai và 16 năm thành người lính, nhưng chỉ một giây để tạo ra một thây ma. Bà nên hiểu rằng chúng ta không có cơ hội đánh bại chúng. Cách duy nhất là tìm cách sinh tồn với chúng trước khi chúng tiêu diệt chúng ta. Ngài Darcy quá cố đã rất ủng hộ chuyện này. Tôi đã chịu đựng sự hiện diện của anh quá lâu rồi, Wickham. Lính đâu? Xin hãy nhớ lấy giây phút này. Ngài đã rũ bỏ cơ hội đáng giá. Kỷ nguyên của thầy ma đã bắt đầu. Hãy chờ và xem chúng sinh sôi. Ngài Darcy, ngài không sợ thây ma sao? Vừa rồi cậu đã đưa ra những ý kiến rất hợp lý. Cảm ơn bà Catherine, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ cách bà đáp trả lại. Cô dùng trà không? Tôi không có ý làm cô giật mình. Đâu có. Đương nhiên rồi. Đây là nơi an toàn nhất nước Anh mà. Đó chính là vấn đề. Họ đang bình an trong lâu đài đó. Nhưng được bao lâu nữa? Chúng ta rồi sẽ thất bại. Thất bại? Tôi tưởng ngài nói thầy ma đã đánh bại chúng ta rồi. Tôi nghĩ là tôi và cô rất hiểu ý nhau, cô Bennet. Có lẽ nào cô vẫn dành tình cảm cho người đó. Hành động của ngài Darcy thật không thể chấp nhận, nhưng vẫn không sánh bằng hành động của ngài ấy với cô và gia đình cô. Tôi không hiểu ý ngài. Chính Darcy đã thuyết phục Binley kết hôn với em gái mình. Tại sao? Vì anh ta tin rằng chị cô sẽ là sự bất lợi với bạn của anh ta. Darcy còn khiến Binley tin rằng chị cô không yêu ngài ấy thật lòng. Sao anh biết những chuyện này? Lời đồn, Darcy đã khoe chuyện này với cận vệ của anh ta. Cô Bennet, hãy cùng tôi bỏ trốn. Ngài đã đi quá giới hạn. Giờ chúng ta chẳng còn giới hạn nào nữa, cô Bennet. Hãy cẩn trọng, cô Bennet.
Chị Charlotte. Ngài Darcy, cô Bennet, cô đã dậy rồi, thật may quá. Có vài lời tôi muốn nói. Mời ngài ngồi. Cô Bennet, tôi cảm nhận cô là một người hết sức can đảm. Có thể do ngày sinh, do gia đình, do hoàn cảnh. Thật sự tôi không phải vô cớ cảm thấy khó xử như thế này. Tôi có cảm giác rất lạ lùng mà tôi luôn cố gắng không vượt qua lý trí của mình. Tôi chân thành mong cô giúp tôi kết thúc sự đấu tranh này và trở thành vợ tôi. Nếu cảm động, tôi sẽ nói lời cảm ơn. Nhưng tôi không thể. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến mong muốn của ngài và chắc chắn không sẵn lòng chấp nhận. Tôi có thể hỏi tại sao? Tại sao tôi bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy? Anh đã cố ý phá hoại hạnh phúc cả đời của chị gái tôi. Anh muốn chối à? Tôi không hề có ý định đó. Tôi làm mọi thứ có thể để tách bạn tôi khỏi chị gái của cô. Sao anh có thể? Vì tôi biết tình cảm của anh ấy sẽ đem lại những rắc rối. Tôi thấy cô ấy là người lạnh lùng. Lạnh lùng à? Chị ấy là người rất e thẹn. Có phải anh nói với ngài Binley rằng chính của cải của ngài ấy là điều ngăn cách? Tôi không muốn làm tổn thương chị gái cô, nhưng đúng là như vậy. Vì ngài Binley, vì mẹ của cô, tại buổi tiệc. Cách hành xử của anh chứng tỏ anh là người quá tham lam. Chính anh đã chiếm hết của cải về tay mình. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho ngài Wickham. Thật ra anh đang lợi dụng cơ hội để làm lợi cho bản thân. Nếu cô nghĩ tôi là người như vậy thì cô quá ngốc nghếch rồi. Anh không thể làm bất cứ điều gì khiến tôi tin anh là người tử tế. Chỉ mới biết anh một tháng, nhưng anh là người duy nhất tôi tha chết chứ không muốn cùng chung sống. Cảm ơn vì đã trả lời rất rõ ràng. Giờ tôi cảm thấy xấu hổ với sự tranh đấu trong tâm trí mình. Xin thứ lỗi cho tôi và mong cô giữ sức khỏe. Chuyện gì vậy, Lizzy? Đây là món đồ cổ quý giá. Chính bà Catherine đã tặng nó cho tôi. Ngài Darcy, ngài Darcy có đến đây sao? Lạ thật. Tiếc là chúng ta không gặp được ngài ấy.
cô Elizabeth Bennet thân mến, tôi không viết lá thư này để chối bỏ những hành động đáng ghê tởm với cô, nhưng là để bày tỏ những nỗi niềm của mình, nếu cô cho phép. Tôi không hề cố ý làm tổn thương chị gái của cô. Đây chỉ là một sự trùng hợp của việc bảo vệ người bạn thân thiết nhất của tôi. Tình cảm của Binley dành cho cô Bennet là không thể chối cãi. Chính anh ấy cũng không dám mong đợi. Vào bữa tiệc ở Netherfield, sau khi nghe lời mẹ cô ám chỉ những cô em gái sẽ được hưởng lợi từ cuộc hôn nhân, tôi đã thuyết phục Binley rằng hai người không hợp nhau. Nếu tôi làm tổn thương cô Bennet thì chỉ là một sự vô tình mà thôi. Nhưng cách hành xử của tôi với Wickham không phải là vô ý. Ngay sau khi cha tôi đồng ý cùng Wickham rời bỏ lâu đài, ông ấy đã bị nhiễm khuẩn một cách bí ẩn. Chính ông ấy đã van xin tôi chấm dứt nỗi đau ấy. Tôi vẫn để Wickham sở hữu tài sản cha tôi để lại. Wickham đã tiêu tốn hết, và anh ta càng ngày càng muốn lấy thêm nữa, cho tới khi tôi từ chối. Từ đó tôi và anh ta từ mặt nhau. Mùa hè trước, anh ta đã bắt đầu mối quan hệ với em gái 15 tuổi của tôi, chiếm đoạt tình cảm của con bé. Nhưng Wickham thật ra chỉ muốn chiếm tài sản trị giá 30.000 bảng của con bé. Nhưng việc anh ta chống lại tôi là một bất lợi lớn. May mắn là tôi đã thuyết phục em gái tin vào ý định xấu xa của Wickham trước khi quá muộn. Tôi mong câu chuyện này sẽ giải thích được cách hành xử của tôi trong mắt cô. Trong tất cả những vũ khí, bây giờ tôi đã biết tình yêu chính là vũ khí nguy hiểm nhất, và tôi đã phải chịu đựng nó. Từ khi nào mà tôi đã chìm đắm trong lời nguyền của cô Bennet, tôi không thể quay đầu lại để xây một điểm tựa vững chắc hơn. Tôi đã ở giữa cuộc chiến khi nhận ra mình bắt đầu, và tôi đã thất bại. Tôi biết sự thật rằng tôi không bao giờ có thể chiếm được tình cảm của cô trong cuộc đời này. Tôi viết lá thư này từ giữa biển khơi London, nơi tập trung các cuộc tấn công của Tây Ma. Tôi cảm thấy mình hữu ích trong việc chiến đấu với kẻ thù, ngăn cản chúng vượt qua bức tường thành bảo vệ hạt nhân. Nhanh nào! Giờ tôi đang giữ chân chúng bên ngoài bức tường. Chúng ta không thể trụ mãi như thế này. Chúng ta tấn công những ngôi làng phía ngoài. Chúng sẽ ăn thịt chúng ta trước khi chúng ta tiêu diệt được chúng. Tiếp tục chiến đấu. Cố lên nào! Nếu chúng tôi thất bại, chúng có thể vượt qua cầu kênh và mang lại những hậu quả khôn lường. Kết thúc sự sống của chúng ta. Cô Bennet thân mến, tôi đã sẵn sàng để cống hiến. Jane, chuyện gì vậy? Wickham đã bỏ trốn cùng Lydia. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu. Chị chưa bao giờ nghĩ ngài ấy có thể làm chuyện đó. Chúng ta phải làm gì đây? Dấu mộc của thư. Em biết em ấy ở đâu. Nơi ở của cô khá nhỏ đấy. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi sắp có việc phải đi. Tôi vừa nghe một tin đồn lạ lùng, nhưng có phải cô đang chuẩn bị đến gặp cháu Darcy của tôi? Tôi không có ý đánh đố bà, nhưng xin hãy hỏi những câu tôi có thể trả lời. Để tôi giải thích rõ hơn cho cô hiểu, cô Bennet. Darcy đã được hứa cho con gái của tôi. Vậy thì ngài ấy đâu có lý do gì để cầu hôn tôi. Cô đã hứa gì với nó chưa? Chưa. Vậy thì hãy hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Tôi sẽ không hứa. Vậy tôi có quyền bảo vệ những mối nguy hại với bản thân. Cô muốn thách đấu với tôi? Không.
Thách đấu với bà giống như thách đấu với cả nước Anh. Phải đấy, cận vệ của tôi sẽ hợp với cô hơn. Cô Bennett, cô đổi ý chưa? Không, tôi đã được huấn luyện phải cứng rắn trước những thứ đáng sợ hơn. Cô vẫn từ chối nghe lệnh tôi. Đúng vậy. Tôi không biết mình có nên ngưỡng mộ cô hơn. Tài nghệ của cô rất đáng nể với hình hài một phụ nữ. Vẫn trong vùng hạt nhân thôi cha. Tính mạng của Lydia đang gặp nguy hiểm. Ngăn cha đi Liz. Ông ấy định đến chỗ Lydia và Wickham. Chờ đã cha. Điều gì cần làm thì không thể được chậm trễ. Nhưng cha còn không biết con bé ở đâu. Con biết và con hứa sẽ bảo vệ Lydia. Chị sẽ đi với em. Không, chị phải ở đây để bảo vệ Longbourn. Tôi có ý này. Gia đình cô hãy cùng tôi trở về. Không đâu an toàn hơn ở đó. Hãy gọi mọi người đi. Bên kia cầu rất nguy hiểm. Thầy ma xuất hiện ở khắp nơi. Chúng tôi có việc gấp cần làm. Chúng tôi đang chuẩn bị phá cây cầu này vào ngày mai khi trời rạng sáng. Và đây là lối đi duy nhất vào hạt nhân. Quân đội của chúng ta không thể giữ chân chúng lâu hơn được nữa. Nếu thêm ma từ London chiếm được cây cầu thì toàn bộ nước Anh sẽ bị hủy diệt. Dù như vậy chúng tôi vẫn phải đi. Chúng ta có thể bị nhiễm khuẩn từ thêm ma đã chết. Hãy cẩn thận và tiêu diệt bất kỳ thây ma còn cử động. Tập trung thi thể của chúng vào một nơi và thiêu rụi không còn một bộ phận nào. Phải tiêu diệt tận gốc. Tôi nhắc lại, phải tiêu diệt. Nằm bên nét. Cẩn thận bước chân. Tôi biết. Sao cơ? Đây, nơi ngài đang đứng là mộ chôn thây ma chưa bị thiêu. Phải rồi. Cô Bennett, điều gì khiến cô vượt đường xa để ra khỏi vùng hạt nhân và tới đây? Khi không thể bảo vệ dân làng của mình, chúng tôi buộc phải tìm sự giúp đỡ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Wickham đã bỏ trốn cùng Lydia.
anh ta đưa con bé tới vùng đất sinh hoạt của các thây ma, đền Lazarus. Đền Lazarus, tôi biết nơi đó. Tôi nhìn thấy nhiều thây ma tập trung dưới lòng đất. Có lẽ em gái cô không còn sống. Tôi rất tiếc về mất mát của cô. Thiếu úy Darcy, tôi e là tôi phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Hãy cùng canh thời gian đếm ngược thời điểm chúng ta có thể trụ được. Nghe tôi ra hiệu. Nào, đừng chỉnh đồng hồ vì tôi. Tôi sẽ quay về kịp lúc. Đương nhiên rồi, anh phải ra lệnh ngay khi thời gian đã điểm, bất chấp tất cả. Tôi sẽ thực hiện như vậy. Lẽ ra em không nên nói chuyện đó với Darcy. Hiện giờ tất cả các lối đi cũng đều phủ kín thây ma rồi. Liz, London đã thất thủ và những bức tường ngoài đang bị chúng thiêu đốt. Cầu Hinham ở ngay phía sau chúng ta, còn London ở ngay hướng đó. Chúng ta vẫn còn thời gian, đúng không cả Binley? Có chuyện gì sao? Ngài Darcy, tôi xin cô, anh ấy đã bất chấp mọi thứ vì cô. Đưa họ ra đi, mau. Chúng ta đâu có làm chuyện này, không thể nào. Ai lại lấy não của binh lính đã chết thế này? Xin Chúa phù hộ cho những người bỏ lại phía sau quá khứ và hướng về tương lai. Ngài Darcy, ổn rồi. Cẩn thận đấy, Wickham sẽ phát hiện ra. Ngài Darcy, quá khứ. Cuộc đời thật dễ dàng đoán trước. Tôi biết cô gái này sẽ là mồi nhử đưa anh tới. Anh tới đây để chống lại tôi sao? Ở vùng ven này chỉ một mình anh.
Nhà Bennett trao quyền cho tôi thương lượng mức giá 10.000 bảng để anh trao trả lại Lydia và rời khỏi London mãi mãi. Thật ngạc nhiên khi anh lại đi chuyển lời cho nhà Bennett, nhưng tôi từ chối. Thế gia sản 5 tòa lâu đài có thể thuyết phục anh không? Không. Giờ thì tiền không còn quan trọng với tôi nữa rồi. Có phải đó là đồng hồ của cha không? Phải. Đưa nó cho tôi. Không. Kia là cả một đội quân, chính tôi dụ chúng đến mà. Chạy mau đi. Hắn chạy lối này, mau lên. Nghe tôi nói đây Lydia, cô phải vượt qua cậu Hingham. Ngài Darcy, sao ngài không đi cùng tôi? Không còn nhiều thời gian đâu, mau đi. Tôi đến từ London đấy Darcy, anh tưởng có thể đánh bại tôi sao? Thói quen thôi. Anh là kẻ phản bội, George. Không, tôi là vua. Ôi trời. Đã đến lúc rồi, thưa ngài. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị. Chờ đã. Lydia, những người khác đâu? Nếu chỉ có một mình tôi thì tốt rồi. Nếu tôi được hầu cận cha, tôi đã không phải vào quân đội và đã không bị lây nhiễm. Tất cả là do anh Darcy.
Anh tưởng cuộc sống của tôi dễ dàng lắm sao? Tôi đã phải chiến đấu. Đội quân kháng chiến sẽ thất bại thôi. Quân đội thay ma đã được tập hợp. Và tôi muốn anh chiến đấu cho tôi, chiếm lĩnh Luân Đôn. Mỗi bước tôi đi, mỗi hành động tôi làm, anh đều phải chịu. Chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Không, nếu thầy ma đến đây thì sẽ quá muộn. Họ vẫn chưa về. Ngài phải chờ, ngài Binley. Tôi biết. Truyền lệnh đi. Truyền lệnh. Ngay lần gặp đầu tiên, trái tim em đã hướng về anh. Bà Catherine, tôi xin tận dụng cơ hội này để ca ngợi bà và đội quân của bà. Đồ che mắt của bà cũng rất tuyệt. Nó có tác dụng hay chỉ để cho đẹp thôi? Có tác dụng. Thưa bà, đoán xem ai đang nói chuyện với cha trong thư viện? Ngài Binley. Thưa bà Catherine, thật ngại quá, nhưng tôi muốn được nói chuyện riêng với cô Jane. Mr.
Ngài Darcy, cháu trai của ta, cháu hôn mê quá lâu khiến ta cứ lo cháu sẽ gia nhập đội ngũ thây ma. Có tin gì từ ngoài kia không? Hiện vẫn đang cầm cự được. Em đồng ý. Tôi xin phép. Nhanh nào. Cô Bennett, ngài Darcy, ngài đã khỏe hẳn chưa? Rồi, cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô thì tôi đã chết rồi. Cô đã cứu tôi theo nhiều cách khác nhau. Điều cô nói với tôi trên cầu Hinham, anh nghe thấy sao? Phải, điều đó khiến tôi có hy vọng. Sao cơ? Cảm nhận của em về tôi vẫn còn như vậy chứ? Chỉ cần em nói một lời, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Em là tình yêu cả đời của anh, Elizabeth Bennett. Nếu anh phải ngỏ ý ngay bây giờ, dù nửa lo sợ, nửa hy vọng, em có thể giúp anh một việc, chấp nhận anh làm chồng, được không? Vâng. Chúng ta rất vinh dự được có mặt nơi đây để chứng kiến sự thành đôi của cặp đôi này và cặp đôi này. Trong buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin phép tuyên bố hai người là chồng và vợ, và là chồng và vợ. Hai người có thể hôn. Ngài Darcy có thể hôn cô dâu. Mời hôn cô dâu.